chào các bạn, mình đang có mặt ở cửa hàng Bạch Long Mobile và đây là chiếc HTC One Max, một trong những cái chiếc điện thoại có màn hình siêu lớn được giới thiệu gần đây. Nó có một cái màn hình 5.9 inch và cái chất lượng hiển thị rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu kỹ về cái chiếc điện thoại này. Cái chiếc mình cầm là cái phiên bản 2 SIM và trong hộp của nó thì có tai nghe, có cáp, có sạc, cũng giống như là những cái phiên bản trước, không có gì đặc biệt hết. Và đây là HTC One Max, các bạn thấy là nó rất là to. Có một số điểm chính mà mình muốn nói ngay với các bạn thì trước tiên nó có một cái màn hình 5.9 inch Full HD, có chất lượng màn hình rất là tốt. Thứ hai là nó có cái cảm biến vân tay ở mặt sau dùng để mở khóa máy cũng như là mở nhanh những cái ứng dụng. Và thứ ba là nó có cái chức năng quay phim slow motion tương tự như là iPhone 5s. Rồi bây giờ mình sẽ nói một chút về thiết kế của nó. Vì đây là một cái chiếc điện thoại thuộc dòng One của HTC, cho nên là các bạn thấy cái thiết kế của nó tương tự như là những cái chiếc One trước đây, ví dụ như là HTC One hay là One Mini. Tuy nhiên thì các bạn thấy là cái viền của nó có một cái khung bằng nhựa chạy dọc hết liền bốn cạnh của máy, tương tự như là cái HTC One Mini. Tuy là nó không có sang trọng như là cái thiết kế viền kim loại của One, nhưng mà nó có một cái ưu điểm là nó giúp cho máy bền hơn. Khi mà có những cái va đập từ những cái cạnh hay là từ viền thì nó sẽ không có dễ bị chày như là cái chiếc HTC One. Rồi, ở mặt trước chúng ta có một cái màn loa thoại đóng vai trò luôn là cái loa ngoài rất là dài, những cái cảm biến ánh sáng, một cái camera trước 2.1 megapixel có khả năng quay phim Full HD. Và bên dưới là một cái loa thứ hai. Hai cái loa này khi chúng ta để ở vị trí nằm ngang thế này, nó sẽ đóng vai trò là một cái hệ thống loa stereo dùng cái công nghệ boom sound của HTC. Đây là cái màn hình 5.9 inch Full HD và hai cái mép màn hình ở hai bên các bạn thấy nó rất là nhỏ, rất là mỏng. Tuy là cái màn hình này mình có cảm giác là cái màn hình nó hơi chìm xuống dưới một tí so với cái mặt kính phía trên, nó không có nổi, nhưng mà cái chất lượng hình ảnh nó rất là tốt, hình ảnh nó rất là trong. Đó, các bạn thấy chất lượng hiển thị rất là tuyệt vời. Đó là về màn hình. Ở mặt sau thì chúng ta cũng rất là quen thuộc với nó, với một cái camera 4 megapixel sử dụng cái công nghệ Ultra Pixel độc quyền của HTC, có đèn flash và đây là cái cảm biến vân tay. Chúng ta có thể sử dụng nó bằng cách là vuốt ngón tay từ trên xuống dưới. Đó, logo HTC, ba cái chấm tròn này là dùng để cắm đốc sạc. Cái lỗ nhỏ ở đây đó là một cái mic dùng để quay phim. Ở bên cạnh trái thì nó chỉ có duy nhất một cái lẫy ở chỗ này, thì chúng ta có thể mở nó ra. Đó, lấy hẳn cái nắp ra thì chúng ta sẽ thấy hai cái khe SIM bên trong. Đây là cái máy phiên bản 2 SIM. Lại. Rồi, ở cạnh dưới chúng ta có cổng micro USB, mic đàm thoại. Ở bên cạnh trái, cạnh phải thì có hai phím tăng giảm âm lượng và một cái phím nguồn. Thì cái phím nguồn đặt ở vị trí này nó rất là phù hợp, bởi vì chúng ta có thể nhấn nó rất là dễ dàng, trong khi hai cái chiếc HTC One trước thì cái phím nguồn đặt ở trên. Ở trên thì bây giờ chúng ta có cổng âm thanh 3.5 và một cái cổng hồng ngoại dùng để điều khiển những cái thiết bị bàn phím TV. Rồi, đây là cái màn hình. Đó, máy yêu cầu chúng ta là phải vuốt ngón tay để mà mở khóa. Bây giờ mình sẽ vuốt từ trên xuống dưới như thế này. Khi vuốt xuống thì máy sẽ tự động mở với tốc độ cũng rất là nhanh. Đó, và cái giao diện mà One Max sử dụng đó là cái giao diện Sen 5.5. Nó có nhiều cải tiến, ví dụ như là cho đọc được những cái tin tức từ Facebook, từ Instagram, cũng như là cho phép chúng ta đọc những cái tin tức offline không cần phải kết nối mạng. Một cái điều đáng tiếc là chiếc One Max sử dụng cái chip Snapdragon 600 chứ không phải là Snapdragon 800 như là những cái chiếc phablet khác được giới thiệu gần đây. Tuy nhiên thì những cái thao tác cơ bản như chuyển menu, mở ứng dụng thì nó cũng rất là nhanh. Xin cảm ơn các bạn.